Quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Sống Khỏe, Sống Vui với Trung tâm Y tế Nhân Hòa. Và hôm nay có sự hiện diện của bác sĩ Nguyễn Hữu Đức và cô Ellen Nguyễn là một health educator. Và bây giờ thì Hồng Vân xin mời quý vị trở lại với buổi nói chuyện ngày hôm nay về cách dinh dưỡng cho những bệnh nhân tiểu đường. Vâng, thì hồi lúc nãy đó thì đã hỏi cô Helen Nguyễn là những người mà bệnh nhân mà bị bệnh tiểu đường và muốn theo cái lớp học của Trung tâm Y tế Nhân Hòa tổ chức để mà biết cách dinh dưỡng, hoặc là có cái cách nào mà tập thể dục thể thao, có chương trình exercise tập thể dục thể thao để cho có thể bệnh tiểu đường nó bớt đi mà hoặc là nó không có tăng lên không ạ? Dạ, dạ thưa chị, thưa quý vị. Nói về tập thể dục thì cũng tùy theo mỗi ví quỵ, tại vì nhiều người sẽ làm này được, nhiều người làm này không được. Thì đến với tụi em đó thì tụi em có những cái chương trình, ví dụ như tụi em khuyên nên ít nhất tập 30 phút cho mỗi ngày, ít nhất là 3 ngày cho một tuần. Thì cái đi bộ cũng được phải không ạ? Dạ, bộ nhanh mà để cho ra mồ hôi cũng được. Dạ, mình bắt đầu chậm trước rồi mình tăng sau. Dạ. Rồi tùy theo bác sĩ mình cho phép mình làm cái loại thể dục nào. Dạ, thì có nhiều quý vị hay hiểu lầm là physical activity cũng là thể dục, mà exercise cũng là thể dục. Thì đến với tôi sẽ explain cho hai cái đó nó hoàn toàn khác nhau. Physical activity giống như là mình chỉ làm công việc bình thường thôi. Còn exercise nó phải có một cái chương trình. Thì đến với tụi em thì tụi em sẽ chỉ cách là như mình làm ra một cái worksheet là thí dụ tuần này mình nên làm về cái gì. Tại thể dục nó rất là nhiều bộ phận trong đó, nó rất là nhiều cái compartment. Mà hồi nãy là cô Ellen Nguyễn là nói là có thể tham khảo, mà one on one có nghĩa là một người với lại bác sĩ, không với lại cô Ellen Nguyễn thôi phải không? Dạ, dạ đúng rồi. Tức là rồi xong rồi cô là làm ra một cái worksheet cho người ta, cái chương trình là một ngày ăn như thế nào, rồi ghi xuống là ăn cái gì thì bao nhiêu calorie, chẳng hạn như một trái chuối thì là 90 calorie, hay là một trái táo thì bao nhiêu 50 calorie, nói ví dụ như vậy, hay một trái trứng luộc thì bao nhiêu calorie, rồi xong rồi một ngày thì làm exercise thể dục như thế nào phải không? Vậy là rất là hay, tức là giống như là kêu bằng Donnie đóng giày cho từng người cái kiểu mà one on one, tức là mỗi người là khác nhau phải không? Dạ đúng rồi. Chị Vân cũng nghiên cứu kỹ về calories quá ha. Chị nói đúng đó, một trái chuối là trung bình là khoảng 90 cho đến 100 calories đó. Tại vì một ngày thường thường thì đàn bà thì cỡ một người mà active, tức là đi làm, thì khoảng một ngày phải bao nhiêu, 1.500 calorie hay bao nhiêu ha? 1.600 cho female, còn female, đàn ông thì 2.000. Còn nếu mà những người mà làm việc mà nặng nhọc hơn thì có thể nhiều hơn chút. Cũng tùy cái thể trạng nữa, chắc hẳn như là đã nói là 1.600 mình nhỏ con thì chắc đúng ăn rồi, thì có thể là ăn ít hơn, tại vì cái 1.600 với là 2.000 là dành cho cái người mà người da trắng, thành ra là cái người Việt Nam mình thì là nhỏ con hơn, thì có thể là mình 1.500 cho đến 1.800 chẳng hạn, như mà cũng tùy cái hoạt động thể thao mỗi ngày, công việc mỗi ngày. Cái người nào mà ngồi ở bàn giấy không, mà trước mặt computer không, mà đàn bà mà ăn 1.500 là thành BMI, tức là body mass index thành bự ra. Vâng, bây giờ Hồng Vân muốn hỏi bác sĩ Đức đó là cái loại 1 với lại cái tiểu đường loại 2 nó khác nhau như thế nào? Tại nhiều người nghe mà cũng hơi bị confused, tức là cũng gọi là cũng không có hiểu rõ cái sự khác biệt là như thế nào. Dạ thì có nãy nó sơ sơ về cái loại 1, loại 2, thì cái loại 1 là bệnh nhân là cái cơ thể không có thể sản xuất ra được cái chất gọi là insulin, thì là cái loại 1 đó là bệnh nhân cần phải chích insulin từ bên ngoài vào trong cơ thể. Mà cái insulin là nó giúp cho nó đem đường từ trong dòng máu vô trong cái tế bào của mình. Đó. Còn cái loại 2 là cái loại mà cơ thể trong người chúng ta vẫn còn insulin, nhưng mà những cái tế bào nó bị, nó không có còn nhạy cảm với insulin nữa, thành ra cái đường nó cũng không vô được trong tế bào, thành ra mình cái loại tiểu đường 2 thì bệnh nhân cần phải uống thuốc, hoặc là đến một giai đoạn nào đó thì cái cơ thể mình nó làm việc cũng từ từ rồi, cái insulin nó cũng hết luôn, thành ra lúc đó mà cũng phải cần chích insulin luôn. Nhưng mà trước mắt thì loại 2 là phải uống uống thuốc, thể dục thể thao và ăn uống. Thành ra là cũng
cần phải biết. Tại Hồng Vân thấy có nhiều người mà tiểu đường nặng á thì họ phải đi lọc máu, phải không ạ? Rồi có người đó thì là có mang được cái máy về nhà để tự lọc ở nhà, có vậy có đúng không bác sĩ? Dạ thưa chị, thì là cái tiểu đường á, thì nó gây ra rất là nhiều biến chứng. Thì là cái một trong những biến chứng đó là có thể làm cho suy thận, và đến một giai đoạn nào đó thì có thể làm cho thận nó bị phải lọc thận phải không? Nó bị hết làm việc luôn. Thì là lúc đó mình phải cần lọc thận. Đúng một phần mà cũng gián tiếp đúng luôn chị ạ. Và vậy thì mấy người mà bị tiểu đường thì cũng phải hay mang vớ hoặc là đi giày phải không ạ? Nếu không thì tại vì nhiều khi mình mất cảm giác rồi, nhỡ mình đi đất thì nhiều khi mình đạp cái gì nhọn hay là đinh thì nhiều khi cũng nguy hiểm phải không? Dạ đúng rồi. Thường thì em khuyên mấy bác mà bị tiểu đường đó thì nên mang vớ màu trắng 100% cotton để cho nó absorb cái mồ hôi của mình đó, để nó đừng có bị infection. 100% mà bằng cotton. Cotton, dạ. Với lại lỡ mà thí dụ chân mình không có còn cảm giác đó, mình có đạp lên cái gì mình chảy máu, mình mang màu trắng đó, mình có thể thấy được dễ thấy hơn. Thấy được chảy máu. Với lại là mang giày thì luôn lúc nào cũng phải mang giày vừa vặn đó để đừng có bị đau chân hoặc là chảy xước chân. Cái đó cũng là một lời khuyên rất là tốt giá trị cho những người bị bệnh tiểu đường. Tại nhiều khi những người mà chăm sóc người tiểu đường cũng không có biết nghĩ ra những cái chuyện đó phải không ạ? Và xin nhắc lại là Trung tâm Y tế Nhân Hòa là một trung tâm y tế bất vụ lợi, và có tất cả gọi là toàn diện, là comprehensive. Thì quý vị có bác sĩ Nguyễn Hữu Đức đây, là vừa là bác sĩ trưởng mà vừa là một vị bác sĩ tổng quát và chuyên khoa gia đình. Do đó mà quý vị cũng có thể đến hỏi tất cả những cái gì mà quý vị thắc mắc. Và có một cái hay mà qua hai cái chương trình kỳ trước đó, thì có khán giả có hỏi Hồng Vân, nói ồ tôi rất là thích, tôi đâu có biết là nhiều khi mà khẩn cấp đó là có thể lấy hẹn được ngay trong ngày hoặc là ngày hôm sau, không phải chờ đợi. Tại vì nhiều khi bác sĩ ở ngoài đó nhiều khi đợi 1-2 tuần mới được gặp bác sĩ, rồi xong rồi, và cái giờ đó là cũng từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối phải không ạ? Và Trung tâm Y tế Nhân Hòa cũng có xe đưa đón cho những vị nào mà không có phương tiện để mà đi đến khám bệnh phải không, cho những người cao niên hoặc là và Trung tâm Y tế Nhân Hòa cũng nhận tất cả các loại bảo hiểm phải không, kể cả Caloptima, có đúng không thưa bác sĩ Đức? Dạ thưa đúng chị Hồng Vân. Thì Trung tâm Y tế Nhân Hòa là ráng nhận tất cả, đa số tất cả bảo hiểm của quý vị. Thành ra rất là ít trường hợp mà chúng tôi không gặp được quý vị lắm. Còn cái về tức là không có từ chối, không có từ chối ngay cả bệnh nhân không có bảo hiểm luôn, hoặc là bệnh nhân không có bảo hiểm thì có phải trả tiền một cái mức giá tượng trưng để mà cho gặp những mà bệnh nhân không bảo hiểm. Còn về cái mà walk-in hoặc là cái mình làm hẹn liền á, thì là chúng tôi cũng sẵn sàng có một cái đội ngũ y khoa để mà chăm sóc cho quý vị. Nhưng mà chúng tôi cũng khuyến khích quý vị là nên làm hẹn. Nhưng mà trong trường hợp khẩn cấp thì là bạn quý vị vẫn có thể đến Trung tâm Y tế Nhân Hòa để nhận được dịch vụ y tế. Rất là hay. Và địa chỉ của Trung tâm Y tế Nhân Hòa đang hiện lên trên màn ảnh của quý vị. Và một lần nữa, chương trình Sống Khỏe, Sống Vui được đến với quý vị hàng tuần 3 lần. Và bác sĩ Nguyễn Hữu Đức là một vị bác sĩ mà thường trực ở đó. Quý vị muốn gặp giờ làm việc, lúc nào bác sĩ Đức cũng sẵn sàng, vui vẻ. Quý vị thấy bác sĩ Đức mặt rất là hiền hậu. Đến đây thì chúng ta phải chia tay chương trình ở đây. Cảm ơn cô Helen Nguyễn rất là nhiều là đã đến đây chia sẻ về những cái lớp mà để huấn luyện cho những vị mà bị tiền tiểu đường với lại bị bệnh tiểu đường về cách dinh dưỡng và cách thể dục phải không ạ? Xin mời bác sĩ Đức và cô Helen gửi một lời chào đến quý khán giả của chúng ta. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đài KVLA về cái chương trình y tế của Trung tâm Y tế Nhân Hòa. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị kỳ sau. Xin kính chào quý vị. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị với chương trình Sống Khỏe, Sống Vui với Trung tâm Y tế Nhân Hòa. Và xin hẹn lại vào một lần nói chuyện vào kỳ tới. Xin kính chào tạm biệt quý vị.
Trung tâm Y tế Nhân Hòa là một cơ sở y tế bất vụ lợi hiện đại nhất trong cộng đồng được liên bang công nhận. Đội ngũ nhân viên y nha nhãn dược của chúng tôi tốt nghiệp từ Đại học Hoa Kỳ danh tiếng. Chúng tôi cung cấp những dịch vụ y tế với chất lượng cao sau đây: y khoa tổng quát cho người lớn và trẻ em, y khoa phụ nữ, nha khoa, nhãn khoa, xét nghiệm máu, cố vấn tâm lý, điều trị tâm thần, giáo dục y tế, ghi danh Covert California và Medicare. Nhà thuốc Tây của chúng tôi có chương trình đặc biệt bán thuốc với giá thấp nhất cho bệnh nhân không có bảo hiểm của Nhân Hòa và cả cộng đồng. Chúng tôi nhận Medicare, Medicare, Caloptima, PPO, HMO. Không có bảo hiểm xin đừng lo, chúng tôi khám với giá rẻ dựa trên lợi tức gia đình. Có xe đưa đón miễn phí trong vòng 10 miles. Để biết thêm chi tiết xin gọi 714-898-8888, địa chỉ 7761 Garden Grove Boulevard, thành phố Garden Grove. Trung tâm Y tế Nhân Hòa chúc mọi người sống khỏe, sống vui.